chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đồn biên phòng Côn Đảo phên dậu xanh nơi đảo xa. Sản xuất nông nghiệp tại Xuyên Mộc ảnh hưởng do thiếu nước tưới. Phát hiện cơ sở tái chế trái phép dầu nhớt thải quy mô lớn tại huyện Châu Đức. Điểm đến đầu tiên của chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay là huyện Long Điền. Thưa quý vị, trong tháng 2 năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của huyện Long Điền có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, tổng doanh thu thương mại dịch vụ đạt 1.972 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm là 3.109 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gần 998 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm là 145 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch năm. Đó là thông tin Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền công bố tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 2 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2022. Trong 2 tháng đầu năm 2022, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Điền được quan tâm, thực hiện quyết liệt. Công tác cải cách hành chính được các ngành địa phương thực hiện tốt. Huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an ninh trật tự ổn định. Tại hội nghị giao ban tháng 2, lãnh đạo huyện Long Điền đề nghị các phòng ban đơn vị xã thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, triển khai công tác điều tra nhu cầu lao động, chuyển đổi nghề, phục vụ cho yêu cầu xây dựng và phát triển đô thị Long Hải, tổ chức tốt việc tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong thời gian tới. Tại Ủy ban Nhân dân xã Hòa Long, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa vừa ra mắt mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và phục hồi kinh tế sau COVID-19. Dự lễ ra mắt có bà Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố cùng Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ ba xã Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa đã trao sinh kế tặng con giống cho 3 hộ hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo để thực hiện mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và phục hồi sinh kế sau COVID-19. Trong đó, trao 2 con dê sinh sản cho bà Đào Thị Lùng, xã Hòa Long, trao 150 con gà giống cho bà Võ Thị Lượm, xã Long Phước và 75 con gà giống cho bà Nguyễn Thị Vàng, xã Tân Hưng với tổng số tiền gần 11 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố Bà Rịa hỗ trợ. Đây là hình thức hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trước khi nhận con giống để chăn nuôi, các hộ gia đình đã được hướng dẫn làm chuồng trại, cách chăm sóc và các biện pháp phòng bệnh. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình này đến các xã phường còn lại. Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Phước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, đồng thời chăm lo cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như trao tặng 9 suất học bổng Nguyễn Thị Định, mỗi suất 500.000 đồng, tặng một xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, tặng 2 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nghèo khó khăn. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã còn phát động phong trào thi đua, phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, chung tay bảo vệ môi trường. Qua đó trao tặng 60 giỏ sách nhựa cho cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em hình thành thói quen sử dụng giỏ sách đi chợ, hạn chế thấp nhất việc sử dụng túi ni lông để bao gói thực phẩm. Chuyển sang ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 16 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng. Nghị định số 16 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 1 năm 2022, trong đó có nhiều thay đổi về công tác quản lý trật tự xây dựng so với Nghị định số 139 năm 2017. Cụ thể, Nghị định 16 bổ sung quy định xử phạt một số hành vi vi phạm gồm không công khai giấy phép xây dựng tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công, không thực hiện thủ tục để điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng. Đối với hành vi không chấp hành yêu cầu tạm dừng, Nghị định 16 tăng mức xử phạt tối thiểu từ 5 triệu đồng lên 100 triệu đồng và tối đa từ 350 triệu đồng lên 500 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Nghị định 16 của Chính phủ để triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật,
đồng thời triển khai xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, không để hình thành các điểm nóng về vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại địa phương. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Theo phân bổ của Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện Đất Đỏ có 20 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ bảo hiểm xã hội và 50 người được tặng thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 111 triệu đồng. Việc trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của Vietcombank là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội tại các địa phương. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 33 năm ngày biên phòng toàn dân 3 tháng 3, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm chúc mừng đồn biên phòng Phước Hải. Đến thăm đồn biên phòng Phước Hải, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã thăm hỏi động viên các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đơn vị, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đồn trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, tham gia phòng chống dịch COVID-19, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong thời gian qua. Lãnh đạo huyện mong muốn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Hải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị tuyến biên giới biển, góp phần giúp địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thưa quý vị, đồn biên phòng Côn Đảo vừa là lực lượng nòng cốt quản lý và bảo vệ biên giới biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển Côn Đảo, vừa đồng hành cùng chính quyền nhân dân Côn Đảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đã trở nên thân quen với người dân Côn Đảo, cũng là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi ở vùng biển Côn Đảo, góp phần củng cố xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên vùng biển tiền tiêu phía đông nam Tổ quốc. Đồn biên phòng Côn Đảo quản lý bảo vệ biên giới vùng biển Côn Đảo rộng khoảng 12 hải lý với 16 hòn đảo lớn nhỏ. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng không chỉ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà trên cả vùng biển phía đông nam của Việt Nam. Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng Côn Đảo luôn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng trên địa bàn huyện Côn Đảo, đấu tranh với các loại tội phạm, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trên đảo. Trong năm qua, đồn biên phòng Côn Đảo đã lãnh đạo công tác biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đảo, thường xuyên tuần tra, canh gác, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, gian lận thương mại, phòng chống thiên tai, cháy nổ, tình hình dịch COVID diễn biến phức tạp. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Côn Đảo luôn tích cực, xung kích, luôn là tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID, đảm bảo không để dịch COVID lây lan từ dưới biển lên trên bờ, bảo đảm an toàn cho các ngư dân khi tham gia đánh bắt. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn. Trong năm 2021, đồn biên phòng Côn Đảo đã phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm hành chính 35 vụ, 40 đối tượng, một tổ chức, với tổng số tiền trên 270 triệu đồng, điều tra xác minh làm rõ 3 vụ, 6 đối tượng, 3 phương tiện vận chuyển 343.000 lít dầu DO và 1.729 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ, phát hiện 5 trường hợp tàu nước ngoài neo đậu trong nội thủy, lãnh hải của Việt Nam, trong đó có 2 tàu neo đậu trái phép. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Côn Đảo cũng rất tích cực trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh ở khu vực biên giới biển cho ngư dân. Thực tế ra mà nói là biên phòng á, là vì bà con ngư dân biển á, là như một cánh tay phải ở đây. Mỗi khi mà biên phòng mà đã yêu cầu cái gì, thì bên là ngư dân là coi như là tuân thủ rồi, là coi như theo, là coi như là cái chương trình của biên phòng đề ra. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ biên phòng Côn Đảo luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trên tuyến đầu chống dịch, ngày đêm kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào các bến thủy nội địa, nhắc nhở người dân nâng cao nhận thức trong phòng dịch. Bản thân luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm và quán triệt với anh em là vượt qua các khó khăn,
và hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao, thường xuyên làm công tác tuần tra kiểm soát khu vực ở Vịnh Bến Đầm, ở khu dân cư số 10. Đồng thời là tuyên truyền cho bà con nhân dân là cùng đồng lòng, cùng chung tay với tổ phòng chống Covid. Xác định rất rõ đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Cán bộ chiến sĩ biên phòng Côn Đảo gắn bó rất mật thiết với nhân dân trên đảo, nhất là các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồn đang đỡ đầu 6 học sinh theo chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, hàng tháng hỗ trợ chi phí học tập cho mỗi em 500.000 đồng. Vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng Côn Đảo càng nêu cao ý thức, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên vùng biển đảo thiêng liêng Côn Đảo. Những ghi nhận tiếp theo thực hiện tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức chương trình trao tặng 20 sổ bảo hiểm xã hội và 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Hòa Hiệp. Tổng kinh phí chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc là hơn 150 triệu đồng. Do cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hoài Thương Việt Nam Vietcombank tài trợ. Đây là sự quan tâm của các cấp ngành trong tỉnh, các mạnh thường quân trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Từ đó lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Vietcombank triển khai ở các địa phương khác trong tỉnh với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu đang bước vào cao điểm mùa khô, mực nước tại các ao hồ, sông suối trên địa bàn tỉnh đang ngày càng hạ thấp. Nhiều địa phương, trong đó có xã Vòng Trang, huyện Xuyên Mộc đang đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, thậm chí nhiều diện tích cây trồng đang chuẩn bị xử lý trái vụ có nguy cơ mất mùa. Xã Vòng Trang có khoảng 200 hectare sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng thanh long và nhãn xuồng cơm vàng. Do địa bàn xã không có nguồn nước ngầm nên người dân địa phương không thể khoan hoặc đào giếng mà phụ thuộc vào nguồn nước từ hồ sông Hỏa. Tuy nhiên, trong mùa mưa năm ngoái, do lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài nên trữ lượng nước hồ sông Hỏa thấp, khiến lượng nước đổ về các kênh dẫn rất hạn chế. Đó là còn chưa kể kênh dẫn nước quá hẹp, càng không đủ để cung cấp cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang đang chuẩn bị xử lý trái vụ cho 1,2 hectare thanh long và nhãn. Theo chị Hiền, khoảng 2 tuần nữa, tức là vào giữa tháng 2 âm lịch, thì lượng nước cần để tưới cho cây trồng tăng lên gấp 3-4 lần so với hiện nay. Chính vì vậy, chị Hiền cũng như nhiều gia đình khác đang rất lo lắng. Thì bình thường thì cũng không đến nỗi thiếu nước, nhưng mà vào cao điểm như giống như sang tháng 2 âm lịch là cuối mùa khô ấy, thì làm thanh long trái vụ mới nhãn trái vụ thì nước thì cũng nhiều người tưới quá thì cũng khan hiếm, thì lại kênh mương nó nhỏ quá, nhiều khi ở cuối không có nước tưới. Vườn nhãn 1,4 hectare của gia đình chị Nguyễn Thị Hòa cũng ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại do thiếu nước. Theo chị Hòa, tình trạng thiếu nước trong cao điểm mùa khô đã diễn ra từ nhiều năm nay, nên chị đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động để tiết kiệm nước. Tuy nhiên, do vườn nhãn của chị ở cuối nguồn nên lượng nước đến được vườn rất hạn hẹp. Nói chung là nước ở đây là về cái mùa nghịch này thì lúc nào là nó cũng thiếu. Thì hai là mình ở cuối cái dòng con kênh á, thì là nó không được đầy đủ bằng chân nguồn. Nếu mà không đủ nước thì là khi mà mình ép ra trái nó không đủ nước là nó không có đạt được cái hiệu quả của cái nhãn nó không ra bông á. Nó ra được ít thì là nó nạn hiệu quả, năng suất nó thấp. Trên địa bàn xã Bông Trang thì 2 năm vừa rồi á thì vào mùa khô á, thì người dân không có nước, mà nước của người dân chủ yếu là lấy từ nguồn nước sông Hỏa, mà 2 năm qua thì nó thiếu nước vào mùa khô rất là trầm trọng. Thì cũng mong là trong thời gian sắp tới thì cùng quý cấp là quan tâm nữa, là làm cho cái hệ thống mương á nó rộng ra một chút. Thứ hai nữa là điều tiết làm sao là để cho khi mà người dân tưới đồng loạt để đủ, để là cho mùa vụ nó năng suất nó tốt hơn. Thanh long và nhãn xuồng cơm vàng là cây trồng chủ lực của xã Bông Trang, và nước tưới là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng của loại cây trồng này. Bước vào cao điểm xử lý trái vụ,
mỗi ngày thanh long và nhãn phải được tưới 2 lần. Do thiếu nước nên nhiều nhà vườn đang rất lo lắng, nhất là ở những khu vực cao và xa hồ sông Hỏa. Chính vì vậy, trước khi có những giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước, ngành nông nghiệp huyện Xuyên Mộc khuyến cáo nông dân thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để tiết kiệm nước tưới, tránh lãng phí. Đồng thời không sản xuất trái vụ ở các vùng cao để hạn chế nguy cơ mất mùa vì thiếu nước. Thời điểm này, hơn 16.300 hecta rừng tại huyện Xuyên Mộc đang ở mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Chính vì vậy, lực lượng kiểm lâm huyện Xuyên Mộc đã chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương trên địa bàn triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, vận động chủ rừng, các hộ nhận khoán và nhân dân sống ven rừng nâng cao ý thức bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Diện tích rừng của huyện Xuyên Mộc nằm trải dài trên địa bàn 7 xã và 1 thị trấn, bao gồm rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu, rừng trồng sản xuất do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý sử dụng và rừng phòng hộ Phước Thuận. Do diện tích rừng quản lý rộng, các vụ lấn chiếm đất rừng diễn biến phức tạp kéo dài nên công tác phòng chống cháy rừng tại huyện Xuyên Mộc luôn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ đầu mùa khô, tức tháng 11 năm trước, Hạt Kiểm Lâm Xuyên Mộc đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Bảo vệ và Phát triển rừng các cấp, xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, thành lập các tổ đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở để triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong những ngày cao điểm nắng nóng, khô hạn. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm cùng tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ rừng, tổ chức cho nhân dân sống trong rừng, gian rừng, các hộ nhận khoán rừng, làm cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Nhờ chủ động triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, từ đầu mùa khô năm 2021-2022 đến nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc chưa xảy ra cháy rừng. Trở lại với ghi nhận về một điểm tập kết trung chuyển rác dần biến thành bãi rác gây ô nhiễm nặng nề tại ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, được ghi nhận trong chương trình thời sự trước. Quý vị đã nhìn thấy tình trạng một bãi rác lộ thiên chất cao như núi vì không được chuyển đến nơi xử lý triệt để, thường xuyên ứ động ngày này qua ngày khác, lâu dần qua 2 năm mà thành. 2 năm qua, người dân xung quanh khu vực không ít lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, nhưng rác cũng chỉ được chuyển đi với lượng nhỏ vì nhiều lý do. Sống tại ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đã hơn 50 năm. Bà Võ Thị Liêu, nay ở tuổi 87, tưởng mình sẽ được tận hưởng không khí trong lành những năm cuối đời. Nhưng chất lượng cuộc sống lại không thể như mong muốn vì bãi rác lộ thiên ngay phía sau nhà. Gia đình bà đã nhiều lần phản ánh nhưng tình hình không mấy cải thiện. Đố ngày nay, thì ngày mai nó hốc nó đi cho ơn mình đố cả tháng rồi đưa hốc lại sao? Đố từ ngoài đó đố vô trong đây cả dài đi không đám chân đây đóng rớt đi luôn thấy ghê không cái này bây giờ là con như đố rớt cái kiểu như vậy ăn cân không nổi lấy cái gì sống. Những người dân trong ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu cũng vô cùng bức xúc, không gian sống, chất lượng sống và giờ đây cả điều thiết yếu nhất là an toàn sức khỏe cũng đang bị đe dọa. Từ một điểm tập kết rác dần biến thành bãi rác ngay cạnh nhà, khiến ai nấy như bị dồn ép mỗi ngày. Liên tục gọi điện phản ánh đến chính quyền, làm đơn kiến nghị. Nhiều tháng trôi qua, bãi rác càng phình to, lại là rác đổ lộ thiên, nên vô cùng ô nhiễm. Thì xay thì tưởng đâu xay cái gì lên thôi, đâu có biết là xay đổ rác. Thì đến khi là cứ đem vô đổ, đổ là cứ mấy hôm là cứ em nói đổ ra tới ngoài đường lộ. Là ông xã em, ông cứ điện lên ông chủ tịch xã, ông kêu là giờ hốt gấp chứ không là không đỡ được. Là giờ hốt, hốt được vài lần vậy là bắt đầu cứ tràn lan ra rồi cứ điện liên tục. Không riêng gì tôi mà tất cả trong những cái tổ địa bàn 22 hộ dân ở đây, người ta cũng yêu cầu là muốn cái bãi rác này phải di dời. Để bây giờ rác ô nhiễm quá, nhất là cái mùa mưa là ruồi xanh nhiều lắm, nhiều không thể tưởng tượng được. Đáng nói hơn, 1.000 mét vuông đất trở thành bãi rác lộ thiên 2 năm nay thuộc diện tích khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu, nơi đáng ra phải được bảo vệ môi trường sinh thái một cách đặc biệt.
Thưa quý vị, với bãi rác tạm ở ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, phải mất hơn 10 năm mới có thể đóng cửa. Việc đóng cửa bãi rác là điều mà những người dân xung quanh mong mỏi từ rất lâu, đồng nghĩa khép lại phần nào những hệ lụy ô nhiễm môi trường. Người ta kỳ vọng vào một giải pháp hữu hiệu hơn để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhưng giải pháp tạm thời lại được thay bằng chuyển rác vào rừng. Như vậy, ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý căn cơ mà chỉ là chuyển vị trí từ ấp Bình Trung qua ấp Thèo Nèo của xã Bình Châu. Một mùa mưa lại sắp đến, cuộc sống của người dân nơi đây lại tiếp tục trải qua những ngày khó khăn nếu như không có một giải pháp hữu hiệu hơn cho vấn đề xử lý rác. Điểm đến cuối cùng là thông tin ghi nhận tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3, tại thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Đức tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở thu mua, tái chế trái phép chất thải nguy hại là dầu nhớt đã qua sử dụng với quy mô lớn. Cơ quan chức năng tỉnh và huyện Châu Đức đã phát hiện có 8 người bên trong cơ sở này đang tiến hành chưng cất dầu nhớt thải và bơm hút dầu nhớt thành phẩm đã qua pha chế lên xe bồn chở xăng dầu, dung tích 16.000 lít. Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận các dụng cụ, công cụ, phương tiện dùng để chưng cất, pha chế dầu nhớt thải, trong đó có 10 thùng chuông, loại dung tích 1.000 lít. Bên trong có chứa dung dịch nhiên liệu thành phẩm sau khi chưng cất, pha chế. Thùng phi các loại chứa dầu nhớt thải, các rãnh chứa, bồn chứa, lò đốt, đường ống dùng để chứa dầu nhớt thải, chưng cất, dẫn hơi, làm mát, pha chế, đựng can dầu nhớt thải, vân vân. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng có mặt tại cơ sở đều không xuất trình được các tài liệu pháp lý về việc cấp phép kinh doanh và hoạt động tái chế chất thải nguy hại là dầu nhớt thải. Khi tổ công tác đang tiến hành kiểm tra cơ sở, thì có một xe ô tô tải chở 30 thùng phi loại 200 lít dầu nhớt thải đến để bán. Làm việc với cơ quan công an, ông Trần Thiện Minh, 39 tuổi, trú tại thành phố Bà Rịa, là chủ của cơ sở này cho biết, mặc dù chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc công ty hoạt động trong lĩnh vực tái chế chất thải nguy hại, nhưng đã tiến hành các giao dịch mua dầu nhớt thải về để lọc bỏ tạp chất, đốt lò nấu, sau đó pha chế với các phụ gia để ra thành phẩm là loại dầu đốt, mang đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, thu mẫu, niêm phong công cụ, phương tiện vi phạm, đồng thời mời những người có liên quan về làm việc. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.